Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 15 tháng 11 trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay và ngày mai, không khí lạnh đã bắt đầu quá trình suy yếu tại khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, ở mực cao 1,5 km vẫn tồn tại quá trình hội tụ yếu của trường gió Đông Nam trên khu vực phía Đông Bắc, bao gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh vẫn có mưa nhỏ vào thời điểm đêm và sáng. Các khu vực còn lại duy trì trạng thái nhiều mây. Đến trưa chiều, chiều, mưa giảm và hầu như không xảy ra ở những khu vực kể trên, nhưng trời vẫn nhiều mây. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, mặc dù có nắng nhưng chỉ là nắng yếu. Nhiệt độ cao nhất vào ngày mai chưa tăng cao, phổ biến trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ. Thời tiết nhìn chung không gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động dân sinh trong ngày đầu tuần sang hai ngày tiếp theo, ngày 17 và ngày 18, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển tốt hơn khi trời phổ biến không mưa, nắng xuất hiện nhiều vào ban ngày, trời ấm lên với nhiệt độ cao nhất vào ban trưa, dao động từ 27 cho tới 30 độ. Đến với khu vực Trung Bộ, mặc dù gió đông bắc yếu hơn tại khu vực Bắc Trung Bộ, nhưng gió đông nam lại hoạt động đưa thêm ẩm vào đất liền, nên hôm nay và ngày mai khu vực vẫn có mưa rào nhẹ vào sáng sớm. Sau đó từ trưa chiều thì mây tan dần và nắng nhẹ xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ. Hai ngày sau đó, xu hướng thời tiết sẽ chuyển sang nắng nhiều hơn do tác động của hoàn lưu Tây Bắc khô ở mực cao. Nhiệt độ cao nhất ngày theo đó tăng nhẹ lên ở ngưỡng là từ 29 cho tới 32 độ. Đối với các tỉnh thành Trung và Nam Trung Bộ, trong 3 ngày tới, do chưa có hình thế gây mưa nào tác động, nên khu vực này vẫn duy trì trạng thái thời tiết chủ đạo là ngày nắng. Đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất ở khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 28 cho tới 31 độ, ở khu vực Nam Trung Bộ là từ 30 cho tới 32 độ. Thời tiết thuận lợi với hoạt động dân sinh, sản xuất và du lịch. Ở phía Nam, trong hai ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ ở Tây Nguyên và từ 32 cho tới 35 độ ở khu vực Nam Bộ. Từ khoảng ngày 17, các tỉnh miền Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chịu hưởng bởi rìa phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với đới gió đông trên cao nên mưa rào và rông có xu hướng tăng trở lại nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ xuống khoảng còn 1 cho tới 2 độ. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ có nhất ngày mai dao động trong khoảng từ 26 cho tới 28 độ, sau tăng lên ở ngưỡng là từ 27 cho tới 30 độ trong 2 ngày tiếp theo. Khu vực phía Đông Bắc Bộ Ba ngày tới, nhiều mây, đêm và sáng vùng núi phía đông bắc có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều có thể hứng nắng yếu. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ, sau tăng lên từ 27 cho tới 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, trong những ngày tới thì mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Hai ngày tới mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ. Sang ngày 18 thì mây thay đổi, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có sông, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 30 cho tới 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày mai mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ban trưa, giao động từ 29 cho tới 31 độ. Hai ngày tiếp theo thì mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác ở phía nam của khu vực, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng là 32 độ. Khu vực Nam Bộ, trong ngày mai, mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ duy trì ở mức cao, phổ biến là từ 33 cho tới 35 độ. Sang hai ngày 17 và ngày 18 thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày giảm nhẹ xuống ngưỡng là còn từ 32 cho tới 34 độ. Tại khu vực Hà Nội, 3 ngày tới nhiều mây về đêm và sáng, trưa chiều có thể hưởng nắng yếu, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ, sau tăng lên là từ 27 cho tới 30 độ. Trên biển, 3 ngày tới tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, trời phổ biến khô giáo, ít mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió hoạt động phổ biến ở mức là cấp 4, cấp 5, thời tiết thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, 3 ngày tới thời tiết cũng tốt, không gây trở ngại cho hoạt động tàu thuyền khi trời ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, gió mạnh cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.